Đây, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Đầu Nắng Ấm của tụi nha. Bữa nay mình sẽ quay cảnh máy xế máy cải tiến xuống phà cho mấy bạn xem nha. Ở đây có một chiếc xuống phà rồi nè. Rồi giờ là mấy anh em chuẩn bị để mà đóng mấy cái chèo trụ này cho nó cứng để cho chiếc xe chiếc máy cải tiến kia nó xuống nha mấy bạn. Đó. Rồi chuẩn bị mình sẽ lên bờ, mình sẽ quay cho mấy bạn xem nha. Chào anh. Có rất là nhiều nhà YouTuber mấy bạn ơi, mình không dám nói chuyện luôn mà nói mình bị tiện luôn, người YouTuber nổi tiếng rồi. Rồi cái chiếc này là đầu máy xe mấy bạn ơi, đầu máy xe cực mạnh. Tay và dạt tay luôn, không có nhát nha mấy bạn, gọi là thần thái rất là bình tĩnh luôn đó. Nó phải nhảy như nhảy nhạc vậy nó mới xuống được, chứ không phải là thời thời là xuống được đâu nha đó. Mà thấy gì chưa, chuẩn khi mà xuống phà luôn, cực kỳ chuẩn. Còn đây cái áo quay nữa nè anh ơi. Gì hả? Má dầu luôn. Còn đó chiếc ghe lúa nó chạy quá trời vậy ta, sẵn cái gì nè. Máy này mạnh nó quá. Lúa chạy kìa. Chạy. Ôi. Nó quá vậy. Quá rồi. Nó chụp chạy quá trời chạy rồi các bạn ơi. Quá rồi, chạy rồi kìa, bắn nước rồi kìa.
này nè. Quá trời máy cải tiến rồi mấy bạn ơi. Bên đây 2 chiếc, rồi bên đây cũng 2 chiếc. Ôi ôi, chiếc đó nó chạy rồi. Chiếc mẫu cái gì mà chạy quá trời. Nó chạy quá trời mà. Chiếc này xuống thúng rồi.